Hùng với mệt hả? Mệt cũng mệt. Thay ốc hả? Na nó quá, làm chịu không nổi luôn. Em biết sao không? Nãy giờ tôi bực bội mồ hôi đổ không? Sao? Có nghĩa là ông coi giờ ông hiểu nè. Coi giờ hiểu nè. Không cần phải nói. Ừ. Bắn vô nha. Thấy không? Xay luôn. Có xay rồi. À. Lấy ra nè. Hiểu không? Hiểu không? Không. Nghĩa là nó kẹt. Ừ. Không lấy ra được mà cũng không bắn ra được, gọi là nó tuôn ron rồi. Anh không lấy cái kìm hay lấy cái gì anh kéo ra? Cái kìm hả? Ờ. Gì nữa? Nó gọi là nó bắt kẹt, ông hiểu cái từ mắc kẹt không? Nghĩa là ông giật ra nó không ra, mà nó kiểu là ông chạy, chỉ có chạy ấy là nó ra thôi, ông hiểu không? Ừ. Đó là chỉ có cách mà gọi là, nếu mà có một gọi là cái răng bám á, ông hiểu cái răng bám mà để mà đi ra không? Biết rồi. Đó là chỉ có cái răng bám nó mới đi ra theo cái dòng tua xoáy đi ra thôi. Ừ. Chứ còn không là nó bị kẹt ngay cái khớp ngay đây rồi, là nó không ra được. Ừ. Đó, thử là có cách nào mà gọi là để cho nó chạy ra thì đi theo cái đường khớp, nó có cái con ốc nè, tôi nói ông nghe nè, là nó có dòng xoáy nè, bắt đầu nó xoáy đi ra nè. Ừ. Nhưng mà khi đó nó kẹt đây ngay đây nè, nó không bám ra, được nữa. Không bám, nó không ra được. Không bám được, nó không ra được. Cái này cũng hay gặp, nhưng thế mà tỷ lệ gặp cũng tầm 80% mà cái trường hợp này nó rất là ít gặp, nhưng mà cũng hay gặp. Ừ. Bây giờ nếu có trường hợp này đúng không, bị lờ, nói chung mà không ra không vô được, nó bị cứ xoay hoài vậy đó. Đúng rồi. Là cái đơn giản thôi, chúng ta kiếm một cái tu vít mà hình vít dẹp á. Đúng không? Dẹp hả? Anh nhờ một người, bây giờ anh chọt cho đi. Thì nó không ra đúng không? Nó đã xây vòng tròn đi, nó đi ra, nó có ra đâu nè. À, ok, bây giờ như vậy nha, anh chờ em xíu nha. À. Không ra đúng không? À. Mình sẽ lấy một cái tô vít, mình sẽ chấn trong đây. Mình sẽ nhận nó ra xíu. Từ từ, chờ em xíu. Ấy ra, nó ngay dính cái khớp rồi. À. Rồi, anh bắn đi. Sắp vô đây, em nghiêng xíu. Rồi, sắp được rồi. Rồi. Em bị lệch rồi. Tại vì tôi biết anh bị mài nhọn mất tiêu rồi. À phải vuông mới được, dẹp vuông không? Dẹp vuông mới được. Đó, nó sắp vô đó. Nó gần bạn cáp bám đó. Rồi, anh cứ xoay đi, em căng đi. Đó. Một cái đem là như vậy nè. Ủa sao nó bám theo cái đường răng đó hả? Ừ, mình chặn đường răng cho nó ra. Đó. Ý là như vậy đó, anh hiểu em nói không? Có nghĩa là ông sẽ lấy một cái con dẹp. Dẹp này dẹp dễ hơn, tại vì anh mài mất tiêu rồi, nó phải dẹp thế này mình ta mà trấn vô nó dễ. Trấn vô để cho nó ngay cho cái răng đây, nó sẽ sẽ gọi là cái răng bám đúng không? Đúng rồi, nó xoay nó sẽ nó bám theo cái dòng xoáy đi ra. Đúng rồi, nó ra thôi. Đủ đơn giản, coi không xoáy riết bòn cái con quả rồi. Đó đơn giản vậy thôi. Còn có ý kiến là hãy bình luận ở dưới nha. Chú đại lên xem video vui vẻ và nhớ đăng ký bật chuông.